Thưa quý vị, khối không khí lạnh cũ suy yếu, khối không khí lạnh mới thì đang trên đường di chuyển xuống. Miền Bắc đêm nay trời sẽ chuyển mây nhiều hơn, nền nhiệt thấp nhất về đêm và sáng có xu hướng tăng nhẹ. Vùng núi sẽ dao động trong khoảng từ 10 đến 13 độ. Khu vực Trung Du và vùng đồng bằng nhiệt độ cao từ 13 đến 16 độ. Sang ngày mai, miền Bắc bắt đầu chịu tác động của khối không khí lạnh, nhưng đây cũng chỉ mới là phần rìa phía nam của khối khí lạnh này, nên ngày mai thời tiết Bắc Bộ chưa có thay đổi nhiều, trời vẫn có nắng nhẹ và nền nhiệt ngày duy trì ở mức cao từ 19 đến 22 độ. Từ đêm mai trở đi, khối khí lạnh dồn xuống mạnh mẽ hơn, nền nhiệt miền Bắc bắt đầu có xu hướng giảm rõ. Và bắt đầu từ ngày 17 tháng 12, ở các tỉnh miền Bắc sẽ bước vào một đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng. Ngày rét nhất sẽ là ngày 18 và ngày 19 tháng 12, với nhiệt độ thấp nhất ở khu vực vùng núi phía Bắc, nhiều nơi sẽ giảm xuống chỉ từ 3 đến 5 độ. Khu vực Trung Du và vùng đồng bằng nhiệt độ giảm còn từ 8 đến 11 độ. Nằm sâu trong khối không khí rét và khô nên mưa ở miền Trung cũng giảm hẳn. Trong đêm nay, cả miền Trung chỉ còn mưa ở một vài nơi. Nền nhiệt thấp nhất về đêm và sáng cũng giảm xuống khá thấp. Ở Thanh Hóa đến Quảng Bình, nhiệt độ sáng mai chỉ khoảng từ 11 đến 13 độ. Quảng Trị, Thừa Thiên Huế nhiệt độ nhỉnh hơn ở mức 14 đến 16 độ. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đều có mức nhiệt thấp dưới 20 độ. Còn trong ngày mai, trước khi đón không khí lạnh mạnh mới, miền Trung vẫn ít mưa, trưa chiều có nắng. Mức nhiệt cao nhất trong ngày ở các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế dao động trong khoảng từ 20 đến 23 độ. Đà Nẵng đến Bình Định nhiệt độ cao 24 đến 26 độ. Còn ở các tỉnh thành phố từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ cao 27 đến 30 độ. Cái lạnh vẫn đang theo gió đông bắc khuếch tán xuống miền Nam, khiến nền nhiệt đêm ở Tây Nguyên cũng giảm thấp xuống dưới 17 độ, trời rét về đêm và sáng. Còn ở Nam Bộ, khu vực miền Đông vẫn là nơi nhiệt độ đêm giảm thấp, còn khoảng từ 19 đến 22 độ. Vùng miền Tây nhiệt độ duy trì trong khoảng 22 đến 24 độ. Trong ngày mai, Nam Bộ và Tây Nguyên đón ngày mới với thời tiết nắng ráo. Nền nhiệt ngày không quá cao, tại Tây Nguyên dao động từ 27 đến 29 độ. Nam Bộ duy trì trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, chiều tối ngày 16 tháng 12, ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 4 mét, biển động mạnh. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước.